thì cũng rất lan tỏa cái chương trình để được rất là nhiều hơn nữa cho tới những người mà chưa biết bởi chúng ta như em cũng đã được biết và kể cả quý vị quý vị đã có biết khi cũng có những cái quyết định chương trình này có một số người tại địa chỉ là ở trên phải đỡ xa chị Nhung chắc là sẽ thay thay chị Hiền chia sẻ một chút về chị Hiền. Thì thực sự là đúng là Nhung cũng rất là xúc động về về cái sự gọi là cái sự quyết tâm ấy và cái sự tâm huyết của chị Hiền. Và mọi người có tưởng tượng không, chị Hiền nhà Bắc Ninh nhưng mà đi xe máy lên công ty làm việc đấy. Chị lên công ty liên tục luôn. Và Nhung là người mà đã hướng dẫn cho chị đi xe buýt ý, để đi lại cho nó đỡ vất vả. Đi từ Bắc Ninh lên Hà Nội ý, bằng xe máy ý. Và thật sự chị Hiền chị còn làm được hơn cả Nhung ấy. Nhung không đi được xe máy như thế đâu. Nhung chắc là chỉ đi lanh quanh ở trong cái quận Đống Đa không thôi. Chứ còn đi từ Bắc Ninh mà lên Hà Nội thì thật sự rất là khó. Và những có những hôm á, Nhung thấy trời rất là mưa nha. Cứ nghĩ là chị không lên đâu. Thế mà thấy chị đặt cơm trưa mình thấy xúc động vô cùng á. Phòng họp cũng có thể đặt phòng họp
để tâm đoàn mình hỗ trợ và để cho tất cả phụ huynh cũng như là học sinh của là người ta cũng có cái không gian và cái độ tin tưởng của công ty cao hơn. Sau nữa thì chị cũng nói cũng đấy là cũng là chia sẻ cái cảm xúc xúc thân của chị là ngoài cái sự tin tưởng em ra thì chị cũng thấy được là chị cũng đã được gặp chủ tịch Tuấn và cũng được gặp phó chủ tịch Hùng thì chị thấy những người cũng rất là đấy là chị nói là rất là chủ tịch người rất là đáng tin tưởng nhất là chủ tịch Tuấn là chị thấy người rất là hiền lành hiền từ đấy. Thế còn một cái điều nữa mà chị cũng thích nữa là tất cả những cái ban lãnh đạo của tập đoàn EU đã dành tất cả những tâm huyết cho cái tập đoàn EU này cho nên là chị nghĩ là nếu như với một cái giám đốc nào đó, một người quản lý một công ty nào đấy thì khi mà người ta đã đặt tâm huyết vào công ty như thế này, người ta đã gửi đặt cả tâm tư tình cảm và cả là nói chúng ta là tình mạng tài sản của mình vào đấy, thế thì chị nghĩ là thì không kể đến. Cho nên là vì những cái lý do đó là chị nghĩ cũng tập đoàn của mình rất là đáng tin cậy, chị đã chọn tập đoàn này. Ngoài ra chị cũng thấy là vì cơ hội mọi cái của tập đoàn rất là khang trang, vừa là tập đoàn còn có học viên thì những có thể là có những cái tập đoàn khác họ cũng có học viên của mình, nhưng mà học viên mình đã có đến ba học viên tại hai học viên là bạn tại có nghĩa là tại Hà Nội rồi là tại học viên tại Công Binh cũng như là học viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì cái theo cái chị nhìn nhận đánh giá thì nếu như cái công ty tập đoàn của mình từ có học viên thì cái sự sáng sáo của học sinh cái giáo cũng như là tập đoàn sáng sáo của giáo viên thì giáo viên làm sao sáng sáo của học sinh là nó sẽ tốt hơn. Thế thì các bạn sẽ nhanh chóng có cái bằng B1 để đi và như thế thì mọi cái sự nó sẽ sự cái việc đi đức nó sẽ suôn sẻ và nó sẽ giải quyết được nhanh chóng hơn. Thế nên vì chỉ có những nguyên vì những nguyên nhân trên cho nên chị đã chọn tập đoàn này. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và cái phần câu hỏi của em thì em cũng cảm nhận được rằng chị là một người có sự hiểu khá là sâu về tập đoàn và chị có dành thời gian để tìm hiểu về tập đoàn. Tại sao mà em lại đặt một câu hỏi là chị hiểu như thế nào về tập đoàn? Bởi vì khi mà chị có hiểu, có yêu và có tin tưởng thì lúc này là chúng ta mới dành nhiều tâm huyết để chúng ta kiến tạo nên những cái cuộc đời cuộc sống mới cho các bạn, cũng như là cái câu chuyện của tập đoàn đã đề
cho hướng tới top 20 những của Nam và các nước. Cháu đi chị cũng được biết rồi là tổng cái
của lớp 42 mà được cứu đại thì có nghĩa là từ 23 triệu. Nhưng mà chị chưa biết được là chị có nghĩa là đóng góp 5 tiền hay là 6. Thì chị nghe em giải thích hướng dẫn về cái chương trình này thì chị trong nhóm đôi nhóm chị như chị cũng đã tiếp vai với em với trong hội đồng xét xử của mình là cũng có những người làm giáo viên và những người làm cán bộ trường ở trường cao đẳng, thì chị cũng muốn truyền đạt tới người ta, chị cũng muốn người ta tìm hiểu thêm về cái chương trình này và để người ta hướng tới để người ta cũng đặt đăng ký, có nghĩa là người ta cũng sẽ qua thông qua cái chương trình này người ta cũng sẽ chuyển thêm được học sinh. Thì cũng chị cũng nghĩ là thông qua chương trình này thì đối có thể là được thêm khoảng 30 học sinh nữa chẳng hạn. Đấy là chị cũng đưa ra cái con số nó khả thi, nhiều cũng giảm nhiều được. Vâng, thế thì bây giờ như này nhá, thì là em yêu cầu ấy là chị là đưa ra cái kế hoạch mục tiêu ấy, đấy là 130 người này sẽ là lấy cái nguồn từ đâu, đấy là phân bổ cho những ai, thì chị phải làm ra cái báo cáo cụ thể để đưa lại cho với cô tư tổng đốc Nhật Anh này của công ty GPO này nhá chị nhá. Bởi vì như này, một cái mặt phòng sinh ra là phải có một cái kế hoạch hoạt động bao gồm nhân sự cộng với lại mục tiêu. Bây giờ là mục tiêu có rồi, nhân sự có rồi thì chia ra ai là người đảm nhận bao nhiêu, đấy data là bao nhiêu, chốt sale ra là bao nhiêu, thì cái này sau đó thì là gì ạ, là sẽ cô Nhật Anh cô sẽ hỗ trợ cho các chị nhá. Thế còn về công ty Outlink của chúng em ấy thì một công ty thành viên cũng là mới tham gia vào trường Nhật Bản, vào cái thị trường Đức, Úc và Canada, thì rất là nhiệt tình ủng hộ cho văn phòng của công ty mình. Đấy là gì ạ, là sẽ cho hôm qua thì điểm thì em sẽ gửi lại cho bên công ty Mai Thu và bên cô Thùy. Còn lại thì em xin hết để dành quyền lợi cho các công ty thành viên khác và ban quản lý ạ. Xin cảm ơn các anh chị nhá. Cảm ơn chị Bình nhá. Alo, chị cũng muốn trả lời cái câu hỏi. Có thể chị ngay bây giờ chị sẽ trả lời cái câu nói của hỏi của em lúc này là mục tiêu của chị cụ thể là như thế nào. Thế thì chị cũng đã cụ thể thôi. Văn phòng của chị có thể có, chị muốn nói là hướng tới của chị trước mắt cho đến tất cả 50 người. Thì trong 50 người đấy, chị cũng chỉ cần đặt chương giờ đến cuối năm, mỗi người được 2 người là người ta cũng đã được là 100 người rồi. Và chị cũng hướng tới mục tiêu là riêng bản thân chị cũng hướng tới được 10 người nữa, thì chị cũng nghĩ là ít nhất là được 110 người. Đấy là mục tiêu cụ thể của chị có thể trả lời luôn ạ. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và bọn em sẽ theo sát KPI này của chị theo hàng tuần và mong rằng là chị sẽ đạt được cái vinh danh đấy theo tuần, theo tháng của EI. Mỗi một tuần thì chúng em đều có cái chương trình vinh danh các cái cá nhân cũng như là các cái văn phòng xuất sắc chị nhá. Vâng ạ, vâng, cảm ơn em nhiều. Vâng, em cảm ơn chị Bình ạ. Thật ra thì em với cả chị Bình là hai công ty thành viên, thì ngày hôm nay được tham dự buổi xét duyệt của công ty mình thì bản thân em thì em cũng hoàn toàn ủng hộ các anh chị và cũng hy vọng là thời gian tới các anh chị sẽ gặt hái được nhiều thành công cùng với AI Group cũng như là cùng với công ty của mình. Và em tin rằng với sự dẫn dắt của chị Nhung là một người rất là giỏi, thì các anh chị sẽ nhanh chóng phát triển và sẽ là những văn phòng đại diện đứng top đầu của AI Group. Và ngày hôm nay thì chắc là chị em mình cũng sẽ có đôi lời chia sẻ và giao lưu với nhau như thế, cũng hy vọng là thời gian tới thì các anh chị sẽ phát triển nhiều hơn ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Còn về đánh giá văn phòng thì sau buổi ngày hôm nay thì em sẽ gửi lại ban trợ lý để có kết quả sớm nhất đến tất cả các anh chị. Cảm ơn em nhiều. Em cảm ơn chị Nhật Anh và chị Bình ạ. Chị Nhung ơi, chị có gì giao lưu với em chị không ạ? Đây chị đây. Chị vẫn đang ở trong Zoom đây. Dạ, chị có gì để giao lưu với các anh chị không ạ? Thì vừa rồi thì cái rất cũng rất là cảm ơn cái câu hỏi rất là hay của chị Bình. Thì với một cái mục tiêu là 130 học sinh trong cái năm 2022 này, thì theo cái kinh nghiệm mà 6 năm nay bước vào năm thứ 6 rồi, Nhung làm cái thị trường châu Âu này thì Nhung thấy là nó sẽ cũng hơi khác so với những thị trường châu Á. Cái số lượng học sinh nó sẽ tập trung nhiều vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 ấy. Thì cũng rất là may mắn cho chị Hiền là chị Hiền cũng đến vào đúng thời điểm. Nếu như là đúng là chị mà thời điểm này mà chị đến vào tầm giữa tháng 7 ấy, thì nó cũng là bị
bị trôi mất 1,5 tháng của cái mùa tuyển sinh rồi. Tuy nhiên là bây giờ đang là giữa tháng 6 thì nó cũng là một cái điều thuận lợi cho chị. Tuy nhiên em cũng muốn nói luôn này như này. Bình thường ra ấy, thì các văn phòng khác họ cũng có hẳn một cái quá trình mà chạy gọi là chạy rốt đa, chạy phát triển thị trường đấy. Thì đâu đó thì mọi người chắc còn nghe một cái còn được nghe một cái câu mà nó khá là quen đối với thị trường xuất khẩu lao động hay là thị trường du học, là phát triển thị trường và tuyển sinh thì như là hai đôi cánh. Nếu như là mình chỉ có một đôi cánh thôi thì thật sự như là nó sẽ không phát triển được đó. Thế và cái giai đoạn mà phát triển thị trường nó cũng đã qua rồi. Tuy nhiên là với cái kinh nghiệm mà đã làm trong những cái doanh nghiệp của Nhật Bản, của Hàn Quốc ý, thì chị Hiền đã làm trong những doanh nghiệp đó rồi, thì phần nào chị cũng hiểu được, đâu đó chị cũng hiểu được văn hóa đối với cái văn hóa hay là cái cách làm đối với xuất khẩu lao động hay đối với cả du học. Thì cái cách mà chia thị trường, cái cách mà chia ấy, thì theo em là chị Hiền thể chia trọng điểm nó sẽ phải vào những tháng cận với mùa tuyển sinh. Mùa tuyển sinh đấy là quý 3 nhá, anh chị em nhá, là quý 3 của các năm sẽ là những tháng nhiều nhất ạ. Và những tháng cận với cái quý 3 trong năm đấy là những cái tháng mà sẽ có rất nhiều học sinh, bao gồm là tháng 5, tháng 6 này, sát với tháng 7, tháng 8, tháng 9, hay là những tháng 10, tháng 11 vẫn còn tuyển được nhiều. Vậy vì vị chi là với cái hướng mới thì chúng ta có hẳn là nửa năm đấy để chúng ta tuyển sinh. Và với cái cách mới mà tập đoàn đã nghĩ ra, đó là cách tạo ra chương trình lớp phễu là lớp G, là tặng cho học viên 100 giờ học tiếng Đức hoàn toàn miễn phí. Và cách chuyển đổi từ lớp G sang lớp D, lớp G là lớp 100 giờ miễn phí, sang lớp D online 1 tuần 3 buổi. Và lớp E là cái lớp mà học tập trung 1 tuần 5 buổi ở trên tập đoàn đó. Thì cách chuyển đổi từ cái lớp G sang lớp E rất là dễ, khi mà anh chị có thể chốt học sinh luôn. Thậm chí là Nhung đã từng chốt học sinh từ lớp 10 luôn, đóng tiền combo luôn ạ, anh chị ạ. Và mọi người phải, tức là mình muốn chinh phục được khách hàng thì mình phải chinh phục từ chính mình đầu tiên. Và mình phải giải quyết được nỗi lo sợ trong chính mình đầu tiên. Và mình phải có tình yêu và niềm tin đối với chương trình của chúng ta đầu tiên thì chúng ta mới có thể chinh phục được khách hàng. Thứ nhất là nhiều người có suy nghĩ là gì? Ôi họ đã đi đâu thì làm gì có chuyện họ đóng combo. Nhưng mà việc mà chúng ta có thể chốt được học sinh học lớp 10 mà vẫn đóng được combo, đấy là cách của chúng ta. Chúng ta phải có cách, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tư vấn cho phụ huynh học sinh theo một số cách như sau. Tức là khi mà anh chị chốt cho học sinh, cho con em mình đóng combo thì có nghĩa là gần như là cả dòng họ, cả gia đình mình đã toàn tâm với cái chương trình du học nghề kép Cộng hòa Liên bang Đức này. Chẳng hạn thế, ví dụ nếu chọn Đức thì đó là chương trình Đức, đúng không ạ? Thì các con em của mình sẽ không còn phân tán đến thị trường Nhật, Hàn, Hàn Quốc, Hàn Sẻn, Hàn Song nữa. Và như vậy thì nó, cái sự khi mà mình làm với một sự tập trung cao độ thì nó sẽ có cái kết quả. Thế và cái chia sẻ cái kinh nghiệm là Nhung đã chốt được rất nhiều combo từ học lớp 10 nhá. Thế cho nên anh chị em tự tin chốt combo từ lớp 10 ạ. Và cũng nói luôn là khi mà chốt từ lớp 10 thì sẽ bảo kể cả đến năm các em học lớp 12, kể cả tập đoàn có tăng giá đến đâu thì cái giá mà các em chốt từ lớp 10 đó vẫn được bảo lưu ạ. Đấy là cái quyền lợi khi mà chúng ta chốt học sinh ngay từ khi học sinh học lớp 10 nhá. Đó. Thế và cái cách chuyển đổi thì thông thường Nhung hay chốt luôn là học sinh của lớp E, sau đó thì sẽ được tặng thêm cái lớp D online. Thế và định hướng luôn đóng nô 5-6 triệu. Và như vậy thì học sinh của mình cũng lợi, và tuyển sinh của mình cũng có luôn tiền của đóng tiền 3 giai đoạn, đúng không ạ? Thay vì chúng ta tư vấn học lớp E online, lớp D online thì là 45 triệu từ A1 cho đến B1, thì tuyển sinh chỉ được nhận có 10% com thôi, com đào tạo mà là 4,5 triệu. Thay vì chúng ta tư vấn thêm một chút, chúng ta tư vấn luôn 3 giai đoạn của lớp E thì thành là 56 triệu ạ. Thế về tuyển sinh được tạm ứng luôn 7 triệu, đúng không ạ? Thế và mình lại giữ được học sinh của mình, đúng không ạ? Học sinh cũng có lợi. Và đến khi học sinh đóng combo thì học sinh sẽ được trừ học bổng những 23 triệu. Đấy là đối với dành cho đối tượng học sinh cấp 3. Đó. Thì Nhung cũng muốn là hỗ trợ và chia sẻ cho văn phòng Bắc Ninh của mình cái cách triển khai làm sao để có thể chia nhỏ mục tiêu ra. Cái cách chia nhỏ mục tiêu ra
bây giờ ví dụ như là coi như tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 đã vứt đi rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta còn nửa tháng 6 luôn, thì phải chạy chiến lược của nửa tháng 6 thật quyết liệt. Tháng 7 là bao nhiêu, tháng 8 là bao nhiêu, tháng 9 là bao nhiêu, và nói luôn là học sinh sẽ tập trung chủ yếu vào tháng 6, 7, 8, 9 ạ. Và lân sang tháng 10, chị Hiền ạ. Lân sang tháng 10, chứ còn đến tháng 11 là học sinh rất ít rồi. Đấy, vậy vị chi là bây giờ mình bắt đầu thì mình có 5 tháng rưỡi. 5 tháng rưỡi và mình lĩnh trọn vẹn trong mùa tuyển sinh. Và phải chạy thật nhanh nhá chị nhá. Phải chạy thật nhanh luôn. Và em cũng tiếp thêm một chút cái lòng tin cho chị, để cho chị có động lực để làm này. Có ở tập đoàn của mình đã có người, đã có văn phòng chốt được 22 cái combo trong vòng 1 tháng. Cho nên không có lý do gì chúng ta không làm được. Và giai đoạn đó là giai đoạn cực kỳ khó khăn của thị trường nói chung, chứ không phải chỉ riêng với AI. Thế và đến giai đoạn này thì là thị trường quá là thuận lợi và chín muồi với chúng ta rồi ạ. Chúng ta có rất nhiều học sinh bay, là chúng ta có rất nhiều case study để cho phụ huynh có thể tham khảo, đúng không ạ? Và tập đoàn bây giờ phải nói thật sự là Nhung cũng là một người mà cũng có cái may mắn là được đồng hành với tập đoàn từ ngay những ngày đầu tiên, thì nhìn thấy cái sự trưởng thành, nhìn thấy cái sự phát triển của tuyển sinh, thì cũng thấy, nhìn thấy sự phát triển của tập đoàn, có rất nhiều những ban bệ, bây giờ có cả ban truyền thông, có cả ban pháp chế, rồi ban phát triển nhân sự nhân tài, rồi rất nhiều phòng ban để có thể cổ vũ, có thể động viên hỗ trợ cho anh chị em. Cho nên không có lý do gì chúng ta không làm được nhá. Và chị cũng xin nhường lời lại cho em Thùy nhá. Cảm ơn em. Vâng. Cảm ơn chị Nhung ạ. Em xin kết thúc chương trình tại giờ. Khi nào có kết quả em sẽ gửi thông báo sớm nhất lên các phòng học của mình ạ. Dạ, xin lỗi, nãy giờ em đi học phone nên nói mọi người cũng nghe ạ. Dạ. Em xin kết thúc chương trình hiện giờ tại thời điểm này luôn ạ. Và kết quả thì em xin gửi kết quả sau lên các phòng học cho mấy anh chị ạ. Ok, cảm ơn em Thùy nhá. Cảm ơn các tổng giám đốc các công ty thành viên đã vào hỗ trợ cho Euro nhá. Và cảm ơn tất cả ban lãnh đạo và anh chị em của văn phòng Bắc Ninh. Ok. Đây là văn phòng. Xin chào mọi người nhá. Cảm ơn em Thùy nhá. Chị cảm ơn em Nhung nhá. Vâng. Hôm nay là em Thu bận hay là ốm hay sao đấy mà không thấy Thu vào. Hà Thúy, Thu hôm nay bị ốm hay sao? Thúy ơi, Thúy có nghe thấy chị Nhung hỏi không? Em xin lỗi, hiện tại cái mic em bị gì rồi em không có nghe được mọi người nói á. Ờ, chị đang hỏi là không biết là Thu là ốm hay làm sao mà không thấy được vào. Ok nhá, thôi cảm ơn tất cả mọi người nhá. Vâng, chị cảm ơn em nhiều. Rồi ạ, xin chào ạ. Mọi người cố gắng, anh chị em cố gắng nhá, sớm ra kết quả. Vâng.